Ủa chưa chết luôn hả? Chưa. Vậy mà sao nó không bay? Nuốt. Nhai xương, nuốt xương. Anh em lục. Dạ. Chiều cha ta chơi cá rồi. Vô khui hàng. Anh em, hai anh em mình sẽ đi săn anh em rồi đi giao cái này cho người em ở gần đây luôn. Đây cho anh em coi trời nè. Đó, sáng mưa rồi. Ướt nhẹp luôn, mà giờ không biết còn mưa không, đang xui à. Đấy. Đây, lá của mình đây anh em. Đây, cây này 8 lớp anh em nha. Mình gắn ốc titan đầu sẵn cho anh em hết luôn. Và dây hôm nay sẽ là xanh, dây xanh ngọc của Super Hunting tinh nè anh em. Mình thấy bắn thì độ bền này kia cũng ok lắm á. Đây, thôi. Giờ hai anh em mình đi thôi. Thành nó may cái túi xong rồi nè. Super Hunting tinh. Cái túi này nó tuột anh em ơi. Đeo vô nó tuột. À, túi mình có bán luôn nha anh em nha. Sẵn quảng cáo sản phẩm luôn. Rồi, go nha anh em ơi. Gãy sâu luôn rồi. Rồi hai viên luôn rồi. Tôi nói tôi nghi rồi, tôi nói ba gọi là thấy không? Tôi nghi có xe. Rồi chủ rồi. Tôi sợ có xe vừa giết lại luôn. Đây có cầu hay gì nè. Đi qua được không? Từ từ đâu đây có cầu nè, cầu đây nè. Để tôi đi cho. Rồi sao nó nằm bẹp luôn rồi Thanh. Tôi mới tống nó 1 viên nữa đó. Bây giờ nó bay anh thôi. Chắc có bài à. Thôi, bỏ đi. Ê. Hả? Rồi anh em, con đầu tiên luôn nha. Vô. Hung tin. Thanh Long à? Trái nóng lạnh chưa? Nè, hung tin. Bơ hung tơ ông nội ơi. Hung tin, tôi kêu hung tin kệ tôi. Nè, trả nè. Đi, con đầu tiên luôn. Trong gõ chưa có gì luôn mà. Chết luôn hay gì vậy? Còn. Rồi, mở đầu là một pha highlight anh em nha. Ok, đi tiếp anh em ơi. Lấy viên đạn không được. Trời ơi mưa. Rồi. Chết. Ra ngoài. Bay ngoài cứ. Gớt. Rồi phê rồi, rồi. Lọt lưới về nó ngươi luôn. Rồi. Đâu đẩy chứ đâu. Vé nồi thiệt chứ anh em. Chắc đâu mé ngoài đó quá Khanh ơi, trong đây không có. Chắc đâu ngoài đó đó. Mày gần bờ rồi. Giờ mày hả? Đâu? Sao nó giờ không thấy? Ủa kìa. Hai thằng lo kiếm ở trong bụi cỏ không anh em. Xuyên qua luôn, nó trên mổ xuống từ bên đây nè anh em, xuyên qua trên nước luôn nè. Đấy, lụm được rồi nha anh em. Ở trên đây xuyên vô nè. Vô hai con. Đi nhanh em ơi. Ôi hai ba con. Bắt ba. Nó linh tinh lang tang.
Chết. Đi vô được không đã? Nhà bá rồi, đi đường ngoài. Ừ. Cô ơi, cô ơi, cô làm ăn cho con bước đó, lụm chim được không cô? Dạ chỗ gốc mít đó, gốc mít ngoài á. Không cò. Dạ chỗ con mít nè, con bước qua chỗ con mít là được à? Dạ, nó bước qua đây hả? Dạ. Dạ dạ. Đâu đừng bắn xung quanh nhà tôi nha, bạn dạ. Đi qua lại bắn nguyên đúng tôi à. Dạ dạ rồi. Cái con bắn ở trên cao không mà. Bắn rồi thì cho nó cũng rớt xuống. Dạ. Dạ rồi, được rồi, con cảm ơn cô. Móc được bắn xung quanh nhà tôi nha. Dạ, dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Nè. Ủa chưa chết luôn hả? Chưa. Vậy mà sao nó không bay? Ai biết. Giờ buông ra nó bay nè. Không có gãy cánh luôn á. Giờ buông ra không bay, chặt đầu luôn á. Nó nhanh xíu à, nó rớt xuống bụi cỏ, nó kẹt trong đó, cái tôi vô tôi chụp nó à. Đấy, con nữa anh em ơi. Hai con rồi nha. Đi đi anh ơi. Đi. Ồ nó quấu vô da nó luôn nè. Thôi, tiếp tục nha anh em. Chết. Kìa kìa nó chạy tới dưới rồi. Đó. Đó, 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 chạy thẳng xuống. Kìa, nó lượn xuống đó. Lượn năm rồi muốn rồi. Ờ, ờ. Chết, trúng gì nữa rồi. Ôi, bìm bịp, lượm nó nha nhả. Lượm nó nha. Làm cho nó gãy luôn đi. Thiệt mà. Thì... gãy đùi nè. Gãy cánh bên đây nè. Rồi mới bắn gãy cổ bên đây rồi. Ờ. Ừ, bịp bay đây chưa chứ bay mẹ nó. Ôi, nó máu hồng mà để tôi rửa nó cái. Bịp nhát quỷ. Chạy đi chặn đầu nó mà chặn không được. Qua gãy tùm lum hết rồi, thay mấy cái đùi con này hết ăn được rồi. Ăn xương, nhai xương, gãi nuốt. Nhai xương, nuốt xương. Anh em lụm được rồi anh em. Sao nhỏ nhỏ không vậy ta? Ai biết cute phun me queo vậy. Cái tí tí không vậy? Rồi bịp bay đâu tôi cũng thấy luôn, mất tiêu rồi. Tôi nghĩ là có con bịp hồi nãy tôi nhìn rồi mà không thấy được. Nó dưới đây nè, nó bay lên nè. Đi. Thôi đi, tiếp tục nha anh em. Anh em ơi, xong rồi. Mình chỉ khanh được 3 con cò với 1 con cu. Và chuyện gì đến cũng đến. Thanh niên ngồi lướt TikTok. Có gì á Hồi Tèo? Lướt Facebook má ơi. Ơi đen thui anh em ạ. Anh em mình được mưa cho một cái chòi. Bây giờ thì bãi tạnh rồi mình đi săn tiếp cho anh em. Hy vọng là mưa sẽ không có lâu ha. Ôi, bắn con viên sớt đầu bay. Hay không? Rất là cù anh em. Wow. Đây có con nè Khanh. Gần xíu rồi. Ôi xào quá. Xào quá anh em ơi. Đi ra gần nữa nó bay để mình lụm con này cái. Đây mát quên mất tiêu ạ.
Đâu rồi? Nãy bắn chỗ nào Khanh? Vậy, ừ, gần gần đó đó. Tới miếng nữa vậy á. Quan trọng là nó xây 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 nó rớt xuống kìa. À đây nè, đây nè, đây nè. Có rồi, ấy da bể đầu rồi. Đây nè nè. Chè rồi, nắm rồi. Đây nè. Con này bắn dây điện cao rớt đã ghê. Ê. Chạy đây chi vậy? À, con cu nên đi tiếp nha nè. Sợ để mình căng vậy ta. Nãy giờ đi vòng quanh đó đó lượm đưa nè. Tụi bắt cua chi vậy hả? Tụi bắt cua chi vậy? Tại nó mò trên đường nước sẵn bắt luôn. Hình như được con cua nó được ba con rồi đó, ba con cua ba con rồi, con cua nữa nè hả? Ê, bệnh chết à? Tiếp nè mày. Khùng dữ lắm rồi ba ơi. Alo. Alo. Dạ ơi. Chết dây 5 TB gọi à, cái số điện thoại này có đặt độ lần nữa chứ ta. À hãy có đặt độ mấy lần rồi đúng rồi. U shop cùng Khanh bắn là U shop Hồng 055 rồi anh em. Ngắt luôn rồi. Vô cụ cúp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gì chịu nổi. U shop 055 ha. 1 m ấy vậy luôn hả? 11 17 254. Với 5 kg bi mấy? 7, 2, 8. Còn mà không có mập lên đây. Ôi qua đây gãy cánh luôn rồi. Nè. 55 này là 130.000. Sổ bên đây sổ qua. 5 kg 200. Gãy cánh chết. Rồi ok hay. Tết nhà đang nhận đơn anh em ơi. Thôi đi tiếp tục nha. Gió, gió. Rớt xuống đây. Chết. Hey. Oh yeah. Đẳng cấp đấy Khanh à. Bể đầu rồi. Bể đầu rồi. Oh yeah. Thôi ông ở đó đi bay, thằng thôi một thằng thôi. Vãi nồi. Bao nhiêu cây cục điện vậy? Xa vãi anh em ạ. Tính ngủ nó bắn thử rồi. Không ngờ chết thiệt. Sình không anh em ạ, mưa. Anh em coi cái dấu mình đi nè. À dạ. Chưa tới nữa. Ôi đôi dép mình nặng dữ lắm rồi anh em. Hơi máu không, mình quay chỗ khác cái mình lụm cái mình cho anh em coi nha. Từ
Trời ơi nó bự anh em ơi. Nó mình đi bò ra ngoài cái đường đan này. Thôi, nó đi ngược lại xa lắm. Để mình gỡ cái. Không? Mình gỡ sạch cái. Bự anh em. Quá đã. Mình anh em mình đi được mấy con cò với mấy con cua vằn rồi. Ôi ôi thịt. Đã quá. Thôi để mình cầm ra mình cho anh Khánh coi. Anh em mình đi tiếp nha anh em nhé. Trời ơi Khanh ơi, ba nhìn cái gì vậy? Ê, chạy vô, lẹ, chạy vô. Con qua đây luôn rồi. Đây cái gì mưa á. Ê. Nặng lắm luôn á. Sao tụi thấy? Trời ơi con cò nó mập. Ôi ôi. Cứt một xề luôn. Nó chưa chết. Tôi bắn trúng một viên cho mua lưng nữa. Đâm được rồi anh em ơi. Rồi anh Khanh cò bự lắm luôn á nè cầm đi. Ăn kịch luôn á. Ê. Ôi cho ông. Ê. À đừng con nữa anh em ơi. Hai anh em mình về gần tới nhà rồi. Vô. Anh. À, tới rồi anh em. Đó. À. Anh em mình về rồi. Thì một chuyến trải nghiệm mưa gió của thôn mới. Cũng ok anh em. Thì anh em nên thử trải nghiệm thử chứ cái này á, thì mình thấy lực nó cũng ok mà nó hơi giãn. Bền nó thì bền dữ lắm ạ. À. Ok Khanh đang tổng kết kìa anh em. Năm con cò. Khanh bắn cái thun màu xanh đột chuối còn mình bắn cái thun màu xanh ngọc. Ghê ghê nó năm con cò và bốn con cu. Con cu này đã ghê. Mình phái con này anh em. Thịt chà bá rồi anh luôn đấy. Được ba con cu vằn à hả lấy không thấy gì đây. Ủa sao ba làm gì mà con mắt của nó nhìn thấy sao vậy bị nhậm á. Đây nè nha. Rồi hôm nay thì mưa quá cho nên chỉ đi bắn được bao nhiêu đó thôi anh em nhé. Bây giờ mình về nhà trên Cà Lậy. Những anh em nào ở dưới chợ gạo thì hãy liên hệ số Zalo số điện thoại của Khanh đó nha anh em nha. Lại tiệm của Khanh lấy cho nó gần. Còn mình thì ở trên huyện Cà Lậy của tỉnh Tiền Giang anh em nhé. Rồi ok anh em thôi, hẹn anh em ở clip sau nha. Bye bye anh em.